Đây là kênh dành cho người yêu loa. Và đây là sản phẩm Harman-Kardon Go Play, một sản phẩm loa quốc dân đã ra mắt khoảng hơn 5 năm gần đây của Harman-Kardon. Một sản phẩm mà xuất hiện ở mọi cuộc chơi mà các bạn thấy ở trên Facebook, trên Instagram của mọi người xuất hiện rất là nhiều. Và nếu anh em nào yêu công nghệ hay yêu âm thanh ấy, chắc cũng không lạ lẫm gì nó nữa, bởi vì nó là một sản phẩm rất là đáng thử và cũng rất là iconic, với thiết kế phần bên trên là quai bằng kim loại rất chắc chắn, xung quanh bọc vải, âm thanh công suất 100W khi cắm điện. Với mức giá dưới 10 triệu đồng thì đây là một sản phẩm rất đáng để chúng ta cân nhắc. Và 2023 có một điều đặc biệt ở chiếc loa này, đấy là mức giá của nó đã chạm đáy trên thị trường. Một mức giá không thể tốt hơn, đấy là khoảng 6 đến 7 triệu đồng. Và tại Thế Lâm Media lại còn đáy hơn nữa, quanh 5 triệu đồng. Các bạn có thể ghé vào store để xem. Tuy nhiên, vào phiên live thứ tư tuần này, ngày 16 tháng 8, sẽ có một cái deal cực kỳ hời cho các bạn, riêng cho con Harman-Kardon Go Play này. Là sản phẩm chính hãng phân phối bởi PGI nữa, không phải là sản phẩm sách tay trôi nổi trên thị trường đâu. Hãy ghé tham shop của Thành Lâm Media để xem và đón chờ phiên live vào thứ tư tuần này. Đây là kênh TikTok của Thành Lâm Media. Xin chào các bạn.